Cây này cây nu bồ công nha các bạn. Đây một cây gậy Trường Sơn. Cao 1 mét. Cây này cao 1 mét nha các bạn. Nên mình không có để lên cái bàn xay mình xay. Đó. Cao 1 mét. Cây này là nguyên cái nọc. Nguyên cái nọc cọc bò luôn. Cắt từ cây tứ diện ra, chốt cành bị lớn nha nè. Nè. Cắt bỏ trơn người ta uống thấy nó sao sao nó uống kiểu tứ diện phun canh. Cành lên cành xuống tán lạng hết mà mình thấy nó sao sao quá mình không đạt không đỏ luôn. Chỉ ngọn như thế này các bạn liền luôn nè. Nó già vậy đó. Chút ngọn mình lớn vậy nè. Lên cao nữa chứ không phải vậy mình cắt lại. Mục đích của mình là mốt là mình chơi một cái cây gậy chơi vàng nu lại uống cái nóc ở trên các bạn. Uống một cái cành quái gì ở trên thôi. Ý tưởng là vậy thôi. Còn làm thành công hay không còn là một chuyện nữa. Cái này được cái già nâu hoành chỗ này nó khoảng 30 mấy thôi sát gốc như đo luôn gốc chắc mới được 40-30 mấy vậy cao 1 mét nâu cái này già quá trời già luôn cây okay, người đã uống tứ diện mình về cắt tứ diện cắt ra trơn này mấy chốt cành không bự cổ luôn thời gian nó lâu nâu quá trời nâu mặt khỉ cái này nâu khỉ nha các bạn. Nguyên cây gậy Trường Sơn. Ai mua cây gậy thì mình bán cây gậy này luôn. Chứ cây gậy này mình đón chắc cũng khoảng 20 năm à. Lâu gì lắm tại mấy cái chốt cành nha. Chốt cành từ cây tứ diện ra bạn nó lâu lớn dữ lắm. Nó nuôi mấy cái chốt cành mới lớn vậy nè. Rồi thêm mấy chốt ngọn bị chán ra ha. Này mốt mình uống cái phần ngọn thôi. Mình tính uống cái phần ngọn nè. Không uống khúc dưới mà. Trồng một cái cây cao lấy nguyên cái vàng nu ở dưới. Đây mình để chảy nước vô cho các bạn hình dung nó cao dữ lắm. Cao 1 mét đó mà. Nguyên cây gậy chống trời. Nuôi không nha các bạn.